Chuỗi lây nhiễm tại sân bay Tân Sơn Nhất đã được cắt đứt. Thành phố Hồ Chí Minh còn 12 điểm phong tỏa vì Covid-19. Mọi ngã đường về Hải Dương bị bịt kín bằng nhiều vật dụng khác nhau. Những nỗ lực của Thành phố Hồ Chí Minh đã được đền đáp khi chuỗi lây nhiễm tại sân bay Tân Sơn Nhất được cắt đứt sau 6 ngày liền, không ghi nhận thêm ca nhiễm mới. Liên quan đến chuỗi ca nhiễm tại sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng vào cuộc, truy vết thần tốc để kiểm soát được dịch bệnh. Cũng nhờ sự quyết liệt của các cơ quan chức năng mà Thành phố Hồ Chí Minh đã trải qua nhiều ngày không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới. Theo Tuổi Trẻ đưa tin, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC cho biết, từ ngày 30 tháng 1 đến nay, có gần 40.000 mẫu xét nghiệm đã được thực hiện với yêu cầu phải có kết quả xét nghiệm trong vòng 24 giờ. Qua đó, đáp ứng kịp tốc độ truy vết, giám sát trên diện rộng. Bên cạnh đó, sân bay Tân Sơn Nhất tuy vẫn duy trì hoạt động nhưng kiểm soát hành khách và nhân viên chặt chẽ hơn, đúng quy trình chống lây nhiễm tại sân bay để đảm bảo an toàn cho những người đi và đến Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, ngay sau khi xuất hiện ca nhiễm đầu tiên liên quan đến sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng mở rộng, lần tìm các ca chưa được phát hiện, truy vết và khoanh vùng các trường hợp tiếp xúc để cắt đứt chuỗi lây nhiễm này. Nhờ mở rộng xét nghiệm, rà soát các nhóm nguy cơ tại sân bay mà thành phố đã phát hiện thêm 8 trường hợp mắc Covid-19 là nhân viên làm nhiệm vụ bốc xếp, giám sát hàng hóa tại sân bay. Truy vết và khoanh vùng phát hiện thêm 26 ca nhiễm có liên quan đến nhân viên của sân bay. Hiện tại, chuỗi lây nhiễm này đã dừng lại ở 35 trường hợp. Nhận định về chuỗi lây nhiễm tại sân bay Tân Sơn Nhất, HCDC cho rằng chiến lược xét nghiệm thần tốc chính là chìa khóa của thành công. Việc thực hiện xét nghiệm tầm soát trên diện rộng, đánh giá nguy cơ và dựa trên các bằng chứng điều tra, các địa điểm phong tỏa được gỡ bỏ một phần hoặc toàn phần đã hạn chế tối đa việc ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Sau 6 ngày liên tiếp không ghi nhận ca nhiễm mới, Thành phố Hồ Chí Minh đang dần kiểm soát được chuỗi lây nhiễm tại sân bay Tân Sơn Nhất. Mặc dù kết quả đang rất khả quan, song Thành phố Hồ Chí Minh nhận định trên địa bàn vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ do dân số đông, mật độ cao, có sự giao lưu lớn nên cần thêm các biện pháp giám sát cộng đồng bằng xét nghiệm diện rộng. Việc giám sát sẽ được triển khai tại các địa điểm có nguy cơ như chợ đầu mối, chợ truyền thống, bến xe, khu nhà trọ, quanh khu công nghiệp. Từ chiều 30 Tết đến hết mùng 3 Tết, thành phố đã khẩn trương thực hiện chiến dịch xét nghiệm giám sát trên. Qua đó, lấy được 9.480 mẫu xét nghiệm, tất cả đều âm tính. Tuy hiện tại, kết quả kiểm soát dịch bệnh đang rất khả quan, song HCDC vẫn khuyến cáo người dân tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng dịch. Đặc biệt, người dân phải luôn mang khẩu trang đúng cách khi ra khỏi nhà và đến nơi công cộng. Hiện tại, Thành phố Hồ Chí Minh đã cơ bản khống chế được nguồn lây dịch bệnh. Như vậy, tính đến 18 giờ ngày 16 tháng 2 năm 2021, Thành phố Hồ Chí Minh chỉ còn lại 12 điểm phong tỏa. Cụ thể như sau: quận 3, một phần hẻm 79 Trần Văn Đan, phường 9 quận 3; quận Bình Tân, hẻm 60 khu phố Nguyễn Văn Cự, phường Tân Tạo A, Bình Tân; hẻm 67 Nguyễn Thị Tú, phường Bình Hưng Hòa B, Bình Tân; quận Gò Vấp, chung cư Felix Home 44 Nguyễn Văn Dung, phường 6 Gò Vấp; hẻm 251 Quang Trung, phường 10 Gò Vấp; thành phố Thủ Đức, hẻm 441 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhân Phú A, thành phố Thủ Đức, quận 9 cũ; vườn nướng Mái Đỏ, 146 Tây Hòa, phường Phước Long A, thành phố Thủ Đức, tức quận 9 cũ; quận Tân Bình, hẻm 90 Nguyễn Phúc Chu, phường 15 quận Tân Bình; lô F chung cư Carillon số 1 Trần Văn Danh, phường 13 quận Tân Bình; Mắc Bảo PPO 12 Núi Thành, phường 13 quận Tân Bình; công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ Việt Trung Sơn 24 Tân Canh, phường 1 quận Tân Bình; bún chả Hoàng Kiếm Hà Nội số 1 Phạm Văn Hai, phường 1 quận Tân Bình. Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tiếp nhận khai báo lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp đến từ Hải Dương, Quảng Ninh, Gia Lai, Bình Dương và các địa điểm do Bộ Y tế công bố. Các trường hợp khai báo đều có kết quả âm tính, ngoại trừ trường hợp bệnh nhân 1660. Triển khai kế hoạch giám sát người từ vùng dịch trong nước đến Thành phố Hồ Chí Minh sau Tết Nguyên Đán. Bắt đầu triển khai giám sát lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên tại sân bay từ ngày 14 tháng 2, đã lấy được 356 mẫu đang chờ cập nhật kết quả xét nghiệm. Thành phố sẽ mở rộng lấy mẫu giám sát ngẫu nhiên tại các bến xe, bến tàu, chuẩn bị cơ sở cách ly tập trung dành cho nhóm người có nguy cơ cao đến từ vùng dịch. HCDC khuyến cáo người dân: 1. Nguy cơ dịch bệnh vẫn luôn thường trực. 2. Luôn đề cao cảnh giác, không được chủ quan lơ là. 3. Chủ động, trung thực trong khai báo y tế, nhất là khi bạn đến từ vùng dịch. Hiện tại, Hải Dương đã chính thức thực hiện giãn cách xã hội theo hình thức huyện cách ly với huyện, xã cách ly với xã, thôn cách ly với thôn, gia đình cách ly với gia đình.
đối với trường hợp nhà máy sản xuất phải đảm bảo an toàn, thực hiện khử trùng, mang khẩu trang theo đúng quy định của Bộ Y tế. Hiện tại, các lối ra vào của tỉnh hầu hết đều đã bị chặn kín bằng nhiều vật dụng khác nhau. Với đường phụ, mọi người dùng gạch đá, gỗ, thanh chắn để bịt kín. Còn đường chính được lập thành các chốt để kiểm soát người ra vào. Vào chiều ngày 15 tháng 2, đại diện của tiểu ban tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương đã thông báo tỉnh này sẽ thực hiện giãn cách xã hội trong vòng 15 ngày. Thời gian giãn cách bắt đầu từ 0 giờ ngày 16 tháng 2. Thông tin này đã ảnh hưởng đến không ít người, nhất là những cá nhân về Hải Dương để ăn Tết. Nhiều trường hợp đã khẩn trương thu dọn hành lý để rời khỏi Hải Dương trước 0 giờ ngày 16 tháng 2. Theo ghi nhận cho thấy, tại các ngõ ra vào của địa phương, lưu lượng phương tiện mang biển kiểm soát Hải Dương tăng cao. Tình hình dịch bệnh tại Hải Dương đang rất khó lường. Chính vì vậy, việc giãn cách xã hội là rất cần thiết. Mỗi người cần nâng cao ý thức của bản thân để phòng tránh dịch COVID-19 tốt hơn. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!